Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Đại chúng khác bắt đầu vào chương trình khóa tu về sáng thứ sáu là chúng ta đã bắt đầu sớm. Và tu viện cũng cần quý Phật tử phát tâm trợ lực cho thầy Đức Tạng trong việc đưa đón quý Phật tử ở xa về tu học. Năm nay khóa tu mùa xuân từ 300 người trở lên, cho nên là mình rất cần những Phật tử đưa đón trong các chuyến bay, cũng như là trong những ngày tới đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rất nhiều việc để làm ở trên đó, trên Tây Thiên. Vì nào rảnh thì xin mời lên Tây Thiên để phụ dọn dẹp, chuẩn bị cho khóa tu. Thì sau mùa đông rồi thì trên đó cũng ngổn ngang lắm. Và nhất là các em khóa tu mùa xuân mới vừa xong, nó mới đi về hôm 31 Tây, rồi mình lại kẹt 2 ngày cuối tuần ở chùa nữa, cho nên nhiều việc còn phải lo trên đó để chuẩn bị, để kịp cho quý vị về. Cho nên những ngày tới đây rất cần người, vị nào có thời gian thì xin mời lên tu viện để phụ quý thầy trong việc tổ chức khóa tu. Thì mình không có đi khóa tu được, nhưng mà nếu mình góp công sức cũng là một cái phần công đức, đồng thời cũng nói lên cái tinh thần phụng sự Phật pháp của chúng ta ở tại địa phương này. Thì mình có duyên, tất cả quý vị ở đây có duyên với quý thầy trong địa phương này, và nếu chúng ta làm được một cái Phật sự, đó là cái duyên lành của mình. Không phải ai muốn làm Phật sự là có thể làm được, mà nếu mình làm được, đó là cái duyên lành của mình. Mình ở một cái nơi hẻo lánh, lạnh lẽo như thế này, mà các vị vẫn ở phương xa, vẫn không quản ngại đường xa, mà về đây cùng tu học với mình, để cho mình được lo cho các vị trong khóa tu, thì đó là duyên lành. Thì mong rằng các vị cũng tư duy, và chúng ta thấy được cái duyên lành đó, mà không, chúng ta không làm mất cái duyên. Đồng thời cũng nên ghi danh tham dự, dù một khoảng thời gian ngắn dài, tùy theo đời sống vật chất, công ăn việc làm ai cũng cần. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thu xếp được thời gian của mình thì mình vẫn làm được cái chuyện đó. Tại vì chỉ có khi nào mình tu, mình có được cái nội lực, mình có cái tâm an, thì mình mới giải quyết được những vấn đề bất an trong cuộc sống. Còn nếu mà đợi tới bất an mà chạy lên tới thầy thì thầy cũng bó tay chấm cơm chứ đâu có làm gì được. Tại mình đã bất an, mình đã bệnh nặng rồi thì làm sao chữa. Mà không có cái khổ nào mà khổ bằng cái tâm bệnh. Không? Còn cái thân bệnh thì uống thuốc được. Cái nghèo đói mình qua được. Nhưng mà cái nghèo của tâm hồn thì là cái nghèo không thể tự mình, mà không, mình không làm thì không ai làm được cho mình. Nghèo tiền của người khác có thể cho mình chút ít để xoay sở sống, nhưng mà nghèo tâm hồn thì khó. Cho nên mình tu học không phải để thành Phật, thành tiên gì, nhưng mình tu học để mình có được cái nội lực, có được cái nội tâm an tịnh để giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn, những cái khổ đau trong cuộc sống, mà vốn nó là sự thật của kiếp người, chứ không phải rồi mình không tích tụ những cái phước lành thì phước lành ở đâu nó tụ, và phước lành không tụ thì nghiệp quả xấu ác đó đến với mình. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần tư duy, cần quán chiếu. Vì ý thức như vậy, cho nên các vị dù ở phương xa mà người ta vẫn đổ về đây, người ta tu với mình. Đó là cái người ta có cái tư duy sâu sắc. Và con người mà có lo xa thì không có cái, người có lo xa thì không có những cái nạn gần. Thưa đại chúng, trong tuần lễ này, theo truyền thống của người Á Đông là chúng ta đi vào cái tuần lễ thanh minh. Thanh minh thì không có cái thời gian nhất định, nó là một trong 24 tiết của khí tiết theo cái phân định lịch của người Á Đông. Người Hoa, người Việt chúng ta là theo cái phân định 24 tiết. Ví dụ thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe Đông Chí, quý vị sẽ nghe Lập Xuân, quý vị sẽ nghe Vũ Thủy, quý vị sẽ nghe Kinh Trập. Tất cả những cái đó nó nằm ở trong 24 khí tiết hết. Và Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết đó. Ví dụ năm nay nè, mình ăn Tết là sớm, mà trong khi đó chưa Lập Xuân. Khi Pháp Hòa tra lịch, Pháp Hòa thấy là mình ăn Tết rồi mới Lập Xuân, mà thường thường Lập Xuân rồi mới ăn Tết.
Nhưng mà năm nay là thời tiết nó thay đổi, cho nên là ăn Tết rồi đâu không biết thời gian tuần hai tuần sau gì đó bắt đầu mới lập xuân. Lập xuân tức là bắt đầu vào mùa mùa xuân, hay lập đông là bắt đầu vào mùa đông. Thì trong lập đông nó có đại hàn, nó có tiểu hàn, tức là lạnh ít lạnh nhiều gì đó. Thì tất cả thời gian như vậy người xưa đã quy định thành 24 khí tiết, và Thanh Minh là một trong 24 tiết đó, và nó nằm vào cái tiết thứ năm. Và thời gian không có nhất định, nhưng mà khoảng chừng trung bình là khoảng chừng từ năm Tây tháng 4 cho đến 20 tháng 4. Thì năm nay đó, ngày năm này tức là đúng ngay ngày rằm tháng 2 nhuần năm nay là bắt đầu vào Thanh Minh, vào tiết Thanh Minh. Chữ Thanh là trong sáng, hay là trong sạch, trong trẻo. Chữ Minh là sáng, tức là ý nói một cái thời tiết bắt đầu vào cái khoảng thời gian sáng sạch, giống như mình đây vậy thôi. Chừng tháng 3, tháng 4 bắt đầu mình mới thấy trời bắt đầu là sớm, sáng sớm hơn, rồi bắt đầu là tối muộn hơn. Đó là bắt đầu vào chuẩn bị là mùa hè. Thì thường là mùa Thanh Minh là vậy. Và người xưa đã tổ chức thành một cái ngày lễ để cho con cháu nhớ đến ông bà. Cho nên Thanh Minh còn được gọi là lễ tảo mộ. Chữ tảo là gì? Tảo là quét dọn. Tảo nghĩa là quét dọn. Mùa lễ để chúng ta quét dọn mộ phần. Thường người xưa người ta muốn lấy cốt nè, muốn sửa mộ bia nè, muốn làm gì đụng chạm đến động thổ mộ đất á, người ta khỏi coi ngày, cứ lựa Thanh Minh làm. Thì người ta nghĩ rằng, vì quan niệm rằng mùa đó là mùa mình được làm lễ, đụng chạm tới mộ phần, cho nên có nhiều vị người ta khai mộ, người ta bốc cốt, hay là người ta sửa mộ, người ta xây mộ lại, người ta sửa mộ bia, vân vân. Thì thời gian đó khỏi coi ngày. Còn những thời gian khác thì họ sợ, cho nên phải lấy tuổi tác người này người kia để coi. Chứ còn trường hợp mình chắc ăn để khỏi có đụng chạm phạm vào chuyện gì hết, cứ lựa Thanh Minh làm. Vì cái thời gian đó là tảo mộ, chữ tảo là quét, quét mộ. Mà có nhiều khi người ta mộ phần năm người ta lấy sơn, người ta sơn mộ một lần. Hồi xưa có nhiều mộ xây bằng xi măng, cho nên là mỗi năm phải sơn phết lại. Còn sau này khá giả hơn, người mộ bằng đá rửa, đá mài, thì lâu lâu đi lên phải lấy nước rửa. Đại khái là vậy. Cho nên là trong truyện Kiều đó, Thanh Minh trong tiết tháng 3 đó, đó, thì cái mùa đó là cái mùa lễ để chúng ta nhớ tưởng ông bà, thường gọi là ẩm thủy tư nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn. Thì đó cái mùa đó. Ở chùa, các chùa cũng vậy, bắt đầu chủ nhật này nè. Đúng ra là chủ nhật này quý vị mà đi ra ngoài nghĩa trang đây là bắt đầu quý vị thấy đông người mà đó. Mùa, tại vì người ta chỉ đi được cuối tuần thôi. Thành ra một là chủ nhật này, hai là chủ nhật sau. Thì thường thường Thanh Minh là kéo dài cả tuần lễ 10 ngày. Chứ bất cứ thời gian nào mình đi cũng được trong cái khoảng thời gian đó. Thì đây là nhắc thêm thôi. Chứ còn việc này nó không có quan hệ gì đến Phật giáo cả. Nhưng đây là một cái tập tục của người Á Đông đến cái mùa lễ. Còn như người phương Tây thì người ta vào đi thăm mộ vào những dịp lễ, nghỉ long weekend là họ có thể. Cho nên mùa hè mà long weekend là ra mộ, ra ngoài nghĩa trang, nó giống như là cái công viên vậy đó. Người ta ra ngoài đó người ta picnic nhiều lắm. Ta đem thức ăn rồi vô ta ngồi trong mộ, người thân người ta ăn uống, ta chơi. Và người họ xem, người phương Tây là xem nghĩa trang như là một công viên. Và thậm chí có những người mất đó, họ thích người ta đến ngồi ở bên mộ của họ. Cho nên bây giờ ngoài nghĩa trang nó có một dạng mộ phần theo một cái băng ghế, nghĩa là làm một cái ghế đá, rồi bên cạnh cái chỗ mình để gác cái tay hay là để thức ăn gì lên đó, đó là cái chỗ người ta thả cái hũ cốt vào đó, và người ta để cái tên của cái người mất ở trên cái miếng đá chỗ nào đó. Nhưng mà nó thành một băng ghế, ai cũng có thể tới ngồi đó chơi với người mất được hết. Mình thì mình sợ, chứ người phương Tây là chẳng hề, người ta thấy rất là gần gũi. Thì thưa đại chúng, hôm nay sau một khoảng mấy tuần lễ mình nghỉ do Pháp Hòa đi Phật sự nhiều, thì tuần lễ này mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú. Và hôm nay mình học câu thứ 131 ở trong phẩm Đao Trượng. Đao Trượng nghĩa là chúng ta, cái phẩm này là tất cả những câu kinh mà Phật dạy về cái cách sống của mình nó không được dễ thương. Chúng ta thường hay thương hại nhau bằng dao gậy,
bằng lời nói, cho nên tất cả những câu nói đó được gom vào một phẩm và đặt cái phẩm tên là Đao Trượng. Thì câu kinh thứ 131 như thế này: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Cái câu trường hàng là: người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lấy đao gậy phá hoại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Cái câu trường hàng nghe rất là dễ hiểu vậy mà người ta mới gión gọn câu này lại bằng một cái bài kệ: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Rồi câu kế là câu 132: chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy dao gậy phá hoại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Câu này rất là đơn giản, nghe dễ hiểu và đúng thật như vậy thôi. Thì nguyên do Phật nói câu kinh này là do một hôm Phật đi ngang, thấy mấy đứa nhỏ nó rượt giết một con vật. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao các con lại đi làm cái chuyện là một đám người mà đi rượt theo một con vật nhỏ bé để giết nó. Thì mấy đứa nó mới trả lời: dạ con sợ con này nó cắn con. Thí dụ thấy nguyên đám rượt con thằng lằn vậy đó. Thì mình mới hỏi tại sao giết con thằng lằn. Nói tại vì con sợ con thằng lằn nó cắn con. Thì Đức Phật nói vì mình muốn bảo vệ của mình mà đi phương hại người khác để mưu tìm hạnh phúc là điều không nên và không bao giờ có hạnh phúc. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn hạnh phúc mình hại, mình giết người. Nhưng mà sau khi đó rồi người ta truy tìm ra được mình thì mình hạnh phúc không? Lúc đó mình ở đâu? Mình đi gỡ lịch. Mình uổng tờ. Thành thử ra cái điều đó là nó đương nhiên như vậy. Nhưng mà rất nhiều người đã lầm tưởng như vậy. Thưa đại chúng, là thỉnh thoảng Pháp Hòa có được những cú phone của những người mà hận thù người khác. Họ nói là bây giờ con hận người đó, con muốn đi giết người đó. Thì Pháp Hòa mới nói rằng đạo hữu phải suy nghĩ cho kỹ. Thường thường người ta hay dùng cái từ là trả thù rửa hận. Đầu tiên là mình hận ghét đó, mình mới làm một cái gì thương hại đến họ để mình rửa cái hận của mình. Mình trả thù để mình rửa hận. Nhưng mà Pháp Hòa mới hỏi bây giờ thí dụ mình đạt được mục đích, nhưng anh nghĩ anh có thể sống ngoài vòng pháp luật một cách thông dong vậy sao? Đâu có đâu. Nhưng mà khi mình rửa hận xong rồi, mình trả thù để rửa hận rồi, cho là được đi. Rồi bây giờ cái thời gian mình vô tù mình ngồi đó, lúc đó mình mới ngồi lại mình nhìn mình thấy mình có đáng không? Mình ở trong cái ngục tù suốt đời mình như vậy có đáng không? Bây giờ người thân mình thì cũng chết rồi. Lý do là họ muốn đi trả thù là vì họ nghĩ rằng người đó giết thân nhân của họ, tổn hại thân nhân của họ, cho nên họ muốn đi trả thù. Nhưng thiếu cái phần suy nghĩ đó. Thật ra đôi khi con người mình thấy gần mà không có thấy xa. Mà người có thấy xa, có nhìn gần, có thấy rộng, có thấy được cái nhân, có thấy được cái quả, thì cái đó là quán chiếu. Quán chiếu nghĩa là mình biết tư duy sâu sắc về một vấn đề. Hồi sáng này có một vị hỏi Pháp Hòa quán chiếu là gì. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời vậy. Quán chiếu là gì? Chữ quán là nhìn sâu, chữ chiếu là soi. Mình hãy nhìn sâu vào mọi vấn đề và chiếu soi cho nó mọi vấn đề để chúng ta tìm được cái nguyên do. Trên cuộc đời này tất cả đều có cái duyên do của nó. Có những người đến chùa, có những người mẹ 30 năm con không có nhìn, không có nói chuyện tới. Đó là một niềm đau nỗi khổ. Và có đôi khi mình biết được cái lý do rồi mình muốn giải tỏa, nhưng người kia chấp vào cái đó. Mà cái người nào chấp vào cái khổ đau đó, chấp vào cái cách sống, cái lời nói đó, thì Phật giáo gọi là địa ngục. Tại vì chữ địa ngục nghĩa là cứng cỏi và tối tâm. Mình cứng ngắc cái tâm mình và mình mù tịt cái cách suy nghĩ của mình. Đó, nhiều khi mình suy nghĩ một cái điều tiêu cực, cứng ngắc mà không có cởi mở. Dù ai nói cái gì người đó cũng không cởi mở. Cái tâm họ rất là cứng rắn, chấp chặt. Và cái sâu thẳm của tối tâm, Phật giáo gọi đó là địa ngục.
Cho nên địa ngục đôi khi nó không phải ở dưới lòng đất, mà địa ngục chính là cái giây phút tâm tư mình tối tâm chấp trước, không buông xả, thì cảnh giới đó là cảnh giới của khổ đau. Mà quý vị nghĩ, nói tới địa ngục là nói tới hình phạt. Nói tới địa ngục là mình thấy, mình nhờ mình nghĩ tới gì, có một quỷ sứ nào đó cắt lưỡi làm khổ một người thân nào đó. Mình nghĩ lại coi trong cuộc sống mình có kiểu sống vậy không. Hãy ghét người nào là muốn hình phạt người đó, mà mình hình phạt bằng nhiều cách khác nhau. Có khi không thèm nói tới người đó, để cho người đó nghe là cô đơn một mình. Đó là một loại địa ngục của băng giá. Có khi mình giận tức, mình la hét, đó là địa ngục của nóng giận, của lửa đỏ. Trong khóa tu các thanh thiếu niên vừa rồi, thì trong những câu hỏi của các em, có một câu hỏi rằng: Thầy ơi, làm sao con có thể sống, thực tập, trong khi gia đình con không có, trong khi gia đình con là một gia đình đầy khổ đau. My family is a full of suffering. How can I practice? How can I overcome? Thì khi mình đọc những câu hỏi đó đó, mình thương các em lắm. Mình thương các em lắm. Tại vì mình thấy các em ở mới cái tuổi 18, 19, 20 mà phải bắt đầu đi vào cái cảnh sống của địa ngục. Mà nếu mà cha mẹ không ý thức được điều đó, không tìm Đức Bồ Tát Địa Tạng, không quay về với Địa Tạng, không đảnh lễ Địa Tạng, không tụng kinh Địa Tạng, đây là tượng trưng cho gì? Quay lại cái tâm, nhìn lại cách sống. Trong kinh ấy, mà nói là hướng về Bồ Tát đó, đảnh lễ Bồ Tát đó, chiêm ngưỡng Bồ Tát đó đó, là để biểu tượng cho quay trở về, nhìn lại cái đời sống của chúng ta. Mà quý vị tưởng tượng nếu một em nhỏ mà nó sống như vậy, mà mai mốt mà 30 tuổi nó có vợ có chồng, thì nó có cái gì nó hạnh phúc để nó cho chồng cho vợ nó, ngoài cái khổ đau nó sẽ tiếp tục nó nối diễn. Mới ngày hôm qua đây thì có một gia đình lên tâm sự rằng bây giờ trong một gia đình 5-6 anh em sống trong cái cảnh khổ đau đó hết. Anh em lớn hết rồi nhưng mà không thoát ra được cái khổ đau, tại vì cái cách điều hành của cha mẹ. Thành thử ra nhiều khi mình nghĩ rằng mình làm như vậy hạnh phúc, nhưng mà không có hạnh phúc. Cho nên trong này mới nói chúng sanh cầu an lạc, mình cầu cái an lạc nhưng mình không có quán chiếu. Mình không có quán chiếu an lạc cách nào. Cho nên gần đây Pháp Hòa làm lễ quy y cho mấy bạn trẻ, Pháp Hòa nói rằng gia đình mình là một tăng thân. Và gia đình nào cũng muốn hạnh phúc, thì muốn hạnh phúc phải học cách sống như thế nào để làm hạnh phúc. Mà cách sống hạnh phúc đó là gì? Đó là Dhamma, là lời Phật dạy. Như vậy mình nương tựa lời Phật dạy để làm cho cái Sangha, làm cho cái tăng thân của mình, làm cho gia đình mình hạnh phúc. Mắt, tai, mũi, miệng mình, 5 cái căn đó cũng là Sangha. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn trong thân mình cũng là Sangha. Mà mình không có học cách tu là mình làm mắt, tai, mũi, miệng mình nó đau khổ mỗi ngày. Ngũ uẩn mà mình không có biết tu tập thì ngũ uẩn mình nó khổ theo mình. Cho nên con mắt mình mà không có tư duy, quán chiếu, tu tập thì mình nhịn gì mình cũng thấy nguýt không riết, rồi cái độ mình nó tăng, tốn tiền mắt kiến. Rồi mình tới giận người nào mình cũng trào máu hết, thành thử riết hết máu, bị lô gì, bị máu thấp. Rồi mình gặp người nào mình cũng trào, mình cũng lên tăng xong hết là máu cao. Thành thử ra rốt cuộc rồi á, ngũ uẩn là tăng, mắt, tai, mũi, miệng, tất cả những cái đó nó phối hợp với nhau, nó làm cho mình sống vui hay sống hoặc không vui, nó tùy theo cái nhìn của mình. Cho nên Đức Phật dạy là chúng sanh cầu an lạc, mà ai dùng cái trượng để hại người, để tìm an lạc cho mình, đời sau không có được, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình chúng sanh cầu an lạc mà không làm họ tổn hại người, tìm an lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Đời sau đó là gì? Cái mà khi chúng ta làm rồi. Cho nên gần đây Pháp Hòa hay nhắc đại chúng, Đức Phật có dạy trong một bài kinh rất hay và rất ngắn. Đức Phật dạy trước khi làm việc gì phải suy nghĩ, trong khi làm việc đó phải suy nghĩ, sau khi làm phải suy nghĩ. Phật giáo điều thiện phải qua 3 thời kỳ: sơ thiện, trung thiện,
hậu thiện. Trước khi mình làm, mình có tư duy không? Nếu mình có tư duy thì việc đó mình sắp xếp đàng hoàng lắm, ngăn nắp lắm. Đó, bây giờ đơn giản như là trước khi mình một chuyến đi xa hoặc là một lần nấu ăn hay làm gì đó, có tư duy sắp xếp, mọi việc nó có ngăn nắp. Rồi trong khi mình làm, phải suy nghĩ lại với quá trình đã làm, mình rút tỉa kinh nghiệm gì để lập tức chỉnh nó lại cho nó tốt. Vậy thì trong khi làm vẫn phải tư duy nhìn lại. Rồi bây giờ làm xong rồi, làm đã đời xong rồi thì sao? Phải nhìn lại cái quá trình thành tựu của mình, nó mang lại kết quả được bao nhiêu và cái tổn hại bao nhiêu để rút kinh nghiệm cho lần sau. Như vậy thì sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Mà trước khi mình sống, mình cũng sống, có nhiều khi hồi đầu mới tu thiện dữ lắm, sau tu chập nó hết thiện rồi tu càng lâu nó bất thiện. Nhiều khi mình đi ngược mình không hay. Đó, có nhiều khi hồi mình mới tu, mới tới chùa mình dễ thương lắm, ai nói gì mình cũng dạ mô Phật hết, dạ xin bác chỉ cho con. Rồi tới chừng nửa chừng cái nói, ê không được nói tôi nghe. Tôi giờ có lai sinh rồi nha. Thí dụ vậy. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mình không có khá nữa đó, mình sẽ bị những cái danh tướng đó làm tổn hại mình. Tôi bây giờ là người xuất gia nha, tôi bây giờ là đại đức nha, tôi bây giờ là sư cô nha, tôi bây giờ là thượng tọa nha. Nhiều khi cái danh đó nó sẽ làm cho mình mất đi cái hạnh của mình. Tại vì cái danh nó chỉ là hư danh thôi. Hư là gì? Là rỗng. Ví dụ người ta gặp mình, ta kêu dạ chào bác sĩ, mà mình không có gì biết về y học hết, thì cũng kêu mình là bác sĩ, nhưng mà đụng tới mình thì loài sĩ không thì. Tại vì sao? Tại vì cái đó chỉ là mình không có cái thực chất của bác sĩ. Thì cái đó là hư danh. Chữ hư là rỗng. Hư danh nghĩa là cái danh nó rỗng. Mà cái thùng lớn thì nó kêu to. Thùng mà nó rỗng nó kêu lớn lắm. Thì cái người mà càng không có gì hết thì càng thích nổ. Còn cái người người ta có nhiều, người ta giấu dữ lắm. Thường thường mấy người mà mới biết coi bói đó, đụng ai cũng giặt tay coi hết. Còn mà người mà ta coi bói hay rồi, ta không có đâu. Phải nó phải hỏi, phải han, phải đủ thứ người ta mới coi chứ. Còn mình mới biết được mấy đường chỉ thôi là bắt đầu giặt tay. Rồi mình nói thế này thế kia. Cho nên cẩn thận cái đó. Có đôi khi á, trong cuộc sống á, mình tu tập á, trước khi tu mình tư duy quán chiếu mình tại sao phát tâm tu. Rồi khi trong khi quá trình mình tu có những trở ngại nó đến, rồi mình sẽ quán lại tại sao phát tâm tu. Thì cái sơ tâm đó nó sẽ giúp cho mình trong thời gian mà mình ở cái khoảng giữa này, nó nuôi dưỡng mình trở lại. Cho nên sơ tâm không được quên. Sơ tâm không được quên. Cái tâm ban đầu tu tập không được quên. Để trong khoảng thời gian mình tu, mình những lúc chán chường, mình những lúc thất vọng, mình nhìn lại cái sơ tâm đó để nó làm cho mình tiến bộ. Vợ chồng hạnh phúc cũng vậy. Có nhiều khi bây giờ mình sống bắt đầu lớn tuổi một chút rồi, tật ai cũng sanh hết, mà mình không thấy tật mình thấy tật người kia không à. Ông sanh tật. Bà thì ông mới nói bộ bà nhỏ hơn tôi sao. Thành ra mỗi người mỗi tật phải không? Mà mình không có biết. Nhưng mà những lúc mình hụt hẫng, những lúc mình khó khăn, nhìn lại những lúc mình hạnh phúc thuở ban đầu. Cho nên cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên đó, nó nhờ vậy nó nhớ, nuôi dưỡng. Cho nên mình tu cũng vậy. Cái ngày đầu mình tu như thế nào, mình phát tâm như thế nào, phải giữ cái hình ảnh đẹp đó, phải giữ cái tâm niệm đẹp đó, để trong quá trình mình tu làm gì không có những trở ngại, làm gì không có những khó khăn. Và chúng ta phải nhìn lại, nhờ cái duy tâm nó nuôi dưỡng mình. Cho nên trong cái tâm, trong đời sống của chúng ta, cái chuyện mà sống thì phải có mưu cầu hạnh phúc, chuyện đương nhiên. Cũng giống như sống là phải có đi tìm kế sinh nhai, tức là phải có tiền để mình sống. Nhưng nhớ hãy nhìn lại kiếm tiền bằng cách nào để mình cầm cái đồng tiền đó mình sống mà mình không có bị cắn rứt lương tâm. Có nhiều khi mình hại người đó để mình được bước lên một cái địa vị nào đó. Mỗi khi mình ở cái địa vị đó, mình đều bị ám ảnh. Vì đâu mình có được chức danh này, chứ đâu phải bình thường. Đó là chưa nói khi chúng ta dở hơn, chúng ta thù ghét một người nào đó. Không phải một mình thù ghét đâu, mà mình còn rủ rê, mình còn kéo nhóm
Thấy không? Thành thử cuối cùng á, mình thành một cái tập nghiệp, một cái cộng nghiệp với nhau. Cho nên đời này á, nếu mình không có dính dáng gì về ai, ai đó rủ rê mình ghét bỏ người khác cùng theo, cẩn thận, không khéo mình sẽ cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp rồi đó thì người đó ở đâu mình đó. À, mai mốt người đó làm chúa đảng, mình cũng là dân đảng, mình sẽ làm cái người dân của họ. Cho nên quý vị nhớ Pháp Hòa kể câu chuyện, một hôm Đức Phật đứng trên núi Linh Thứ, thì các thầy bắt đầu mới kéo nhau lên núi. Các thầy kéo nhau lên núi thì phía sau các thầy lớn đều có những người đệ tử. Thí dụ ngài Mục Kiền Liên có một tốp người đi theo, ngài Ca Diếp có một tốp đi theo, ngài Xá Lợi Phất có một tốp đi theo. Tất cả các vị đều có đệ tử đi sau. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, thầy có biết tại sao mà những người đi theo từng vị đó không? Tại vì họ cùng một cái sở thích với nhau. Thí dụ có những người thích tu có thần thông đi theo ngài Mục Kiền Liên, thấy không? Có những người thích tu khổ hạnh thì đi theo ngài Ca Diếp. Có người thích đi thuyết pháp thì đi theo ngài Phú Lâu Na để được học hỏi làm giảng sư đi thuyết pháp. Có người thích thuyết về Bát Nhã giải không cho nên đi theo ngài Tu Bồ Đề. Có những người thích trì luật cho nên đi theo ngài U Ba Ly. Thì Đức Phật nói với ngài thầy A Nan, những vị đó đều là cái, họ đều có cái cộng nghiệp, đều có cái duyên lành, duyên với nhau. Rồi cũng như thế, may là tất cả các vị đó đều là thánh tăng. Rồi mỗi một vị mình đi theo để mình học hỏi. Nhưng nếu trong cuộc sống này chúng ta không may mắn, chúng ta không đủ duyên lành để kết bạn với những cái người mà thiện tri thức, mà chúng ta lại kết bạn với những người không phải là thiện tri thức, mình đi theo họ, mình ảnh hưởng những cái tư tưởng, cái cách sống, cách nhìn rất là tiêu cực về bất cứ việc gì, bất cứ về ai, dù họ không dính dáng. Ví dụ như giờ tự nhiên người ta đi chửi bới hay là làm đi soi mói những người, người ta làm việc thiện, việc lành, tự nhiên mình cũng nói theo. Trong khi đó rồi cái việc thiện thì không làm, mình không làm thì để người khác làm. Dù thiện cỡ nào, đó là nhân quả họ tạo. Mình đâu có dính dáng gì đâu, mình nói chi để rồi cộng nghiệp. Rồi mai mốt mình bị một cái họa là mình đang gặp nạn, ai đó sắp sửa giúp mình, sẽ có người tới cản. Rồi rốt cuộc mình á, tại sao trong 10 người mà người 5 người kia được giúp, mà mình tới người thứ 6 lại người ta không giúp? Cái quả đó cũng giống như á, mình thấy ai thối tâm tu mình phải khuyến khích. Còn nếu như mình đốc vô thêm á, mai mốt mình cũng bị một cái quả. Mình tu á, không bao giờ đường tu mình nó trơn tru đâu. Thế nào rồi cũng bị bế tắc. Giống như cái thầy tỳ kheo trong kinh kể mà ổng đi tu mà ổng 7 lần thất bại đó. Đó cái là cái nhân. Hồi trước á, bạn bè ổng đi tu, ai mà chán chán muốn ra đời ổng đốc luôn. Nói tu không vui về nhà, mắc gì để ở đây. Mắc cái quả báo đó. Cho nên mình tạo cái nhân gì nó đều có cái quả hết. Thí dụ đời này mình tu mình hộ trì. Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy cái người đó, người ta làm gì làm, nhưng mà người ta hơn mình đượng chuyện là gì? Ta dám cạo cái đầu. Ta dám cạo cái đầu, ta dám đi vào chùa người ta tu, mặc dù có thể ta tu chưa giỏi, nhưng mà ta hơn mình đượng chuyện là ta làm những chuyện khó làm. Thôi bây giờ mình cứ kính trọng ở cái chuyện khó làm đi, còn họ tu tập được nhiêu đó là cái duyên của họ hưởng. Còn nếu như mình gần được người đó, mình học được cái gì thì mình học, không được thì học cái phần khác. Trên cuộc đời này nhất định người ta phải có cái hay cái dở thôi. Nhưng mà theo lời của ngài Khổng Tử dạy, thấy cái điều sai của người vẫn phải học. Học cái gì? Học cái đừng bao giờ làm. Trong kinh Tư Lượng, Đức Phật dạy điều này mà. Nếu như mình soi gương, mình thấy một cái gì vết nhơ trên mặt mình, thì mình phải vui vì mình thấy được vết nhơ và chùi. Nếu không thấy vết nhơ thì vui, bằng lòng rằng mặt tôi rất sạch. Nhưng nếu mình thấy một người nào đó không dễ thương mà bao nhiêu người xa lánh, thì mình phải học rằng tại sao người đó bị người khác xa lánh, vì những cái yếu điểm này. Chúng ta đừng lập như y như vậy để đừng mắc vào cái nạn đó. Phật dạy rất rõ ràng. Thật sự có những bài kinh nó rất gần gũi, nó rất thiết thực. Có cái điều là chúng ta đọc rồi, quên rồi, luôn sót mất. Nhớ câu này trong kinh Địa Tạng không? Người này nghiệp chướng nó lầm mê, kinh tụng khó mọi bề,
Nhưng mà rồi trong cái phẩm thứ 12 á, tại sao mình đọc kinh điển mà không thuộc gì hết đó? Tại vì mấy kia nó lấp hết rồi, hờn giận phiền não người này người kia lấp hết rồi, cho nên những cái hay ho nó đi vô cái nó dội ra hết. Cũng giống như vậy thôi, người tốt nào muốn tới chơi với mình mà thấy kiểu của mình ta cũng dội ra thôi. Mình cũng vậy thôi à, mình đi tới người nào mình gặp người đó hơi hơi không bình thường, đồ bình thường mình cũng dội ra vậy, mình sợ lãnh lắm. Cho nên cái câu kinh rất là đơn giản nhưng mà rất thật. Có đôi khi mình chỉ biết phương hại người khác để thỏa mãn cái tức giận của mình mà mình quên cái hậu quả. Mình quên cái hậu quả. Lời nói, thí dụ mình giận người nào đó, mình tán họ bạc tai, cái đau trên thân thể nó hết. Nhưng mà cái đau ở lời nói không có hết, cái đau của tâm hồn nó không có hết. Vì vậy cho nên phải cẩn thận vậy thôi. Mà Phật á, là người thầy, thấy cái gì đúng chỉ cho nó đúng, thấy cái gì sai nói cái quả cho mình nghe. Mình có làm được thì mình lợi lộc mình hưởng. Cũng giống như người ta chỉ cho mình đi làm ăn vậy thôi. Chỗ nào làm được ta nói. Rồi, cái câu đơn giản như vậy. Người chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Cho nên trong tâm của mình đó, muốn bớt được cái đó, mình thể có thể tập cái tâm buông xả. Buông xả tâm an vui. Nếu mình buông xả tâm mà được an vui, buông xả tâm an vui, buông xả miệng mỉm cười, buông xả lòng tươi mát, buông xả thấm tình người. Đơn giản vậy thôi. Giống như cái bài hát của bài hay hát cho đại chúng nghe vậy đó. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Hay là cái bài mà ai nói gì, ai nói chi đó, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi. Mà cơn giận mình nó nguôi thì gương mặt mình nó tươi. Hãy cái tâm mình yên là cái tướng mình nó hiện khác à. Cho nên á, tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Ngày hôm qua là tâm của dạ xoa, sáng hôm nay là mặt của Bồ Tát. Chuyện đó có. Ngày hôm qua mình còn phiền não quá, sáng nay mình giải quyết được rồi, tâm mình nó trở lên sáng. Cho nên dạ xoa với Bồ Tát nó chỉ cách nhau một sợi tóc thôi. Hễ mà mình còn mê là tâm của phàm phu, mình tỉnh là tâm của bậc thánh. Cho nên hiền thánh nó gần nhau. Các vị hay nghe nói con kính lễ các bậc hiền thánh. Người nào mà đạt tới cái chỗ cao ráo thì gọi là thánh. Mà hễ người nào mà còn ở trong khóa trình tu gọi là hiền. Ở ngoài Bắc á, khi mà các thầy các cô mà chuẩn bị lên thọ giới để trở thành một tỳ kheo á, thì người ta hay để một cái câu ngay cái đàn truyền giới đó: đến nơi cao thắng. Cao thắng là gì? Cái chỗ cao mà nó cao rốt ráo, cao viên mãn. Chứ không phải như cái cao của mình nghĩ là cao 5m, 10m, 20m. Cái cao đó nhiều người ta quay không chịu nổi, người ta rớt à. Ta lên ta quá, ta chóng mặt, ta rớt à. Cái cao mà nó có thứ lớp của thước tấc à, cái cao đó chưa phải là cao thắng. Cao thắng đây là gì? Là cái tâm của mình bắt đầu kể từ giây phút này, mình phải xả đi những cái tâm bình thường của con người để đi tới được cái tâm cao thượng của một bậc tỳ kheo. Thí dụ, bậc tỳ kheo không bao giờ giận người khác quá đêm. Một bậc tỳ kheo không bao giờ dùng lời mà mắng nhiếc người khác bằng những từ ngữ độc địa. Một bậc tỳ kheo là không để phiền não nó làm chủ lấy mình, không để cho cái khác nó thắng mình, mà phải để cho, không để cho các ma phiền não nó làm chủ mình. Cho nên cái đó mới là cao thắng. Nghĩa là dù ngồi rất thấp nhưng mà cái tâm của người đó ở cái chỗ cao thắng. Cho nên ta để đến nơi cao thắng. Và cái chỗ đó là chỗ tuyển người làm Phật, cho nên gọi là tuyển Phật trường. Mai mốt quý vị có đi Việt Nam mà lâu lâu đi về thăm nhà mà lỡ chạy ngang một cái chùa nào đó, người ta để cái bảng tuyển người làm Phật hay là tuyển Phật trường là biết ở đây đang tổ chức giới đàn đó. Ở chỗ này đang tổ chức giới đàn, sắp sửa truyền giới cho các vị trở thành tỳ kheo ni đó. Đưa các vị đó, trường này là trường tuyển người làm Phật.
nơi này là tuyển người làm Phật, cho nên tương lai mình là Phật. Mà muốn được một làm một vị Phật thì hình thức của mình và tâm tư của mình nó phải khác với người đời, gọi là tâm hình dị tục. Cái tâm, cái hình mình là dị rồi đó, tức là cạo đầu mặc áo dị rồi, mà cái tâm nó không dị. Thật ra cái đầu mình thì dị tục, nghĩa là khác với người đời. Người đời người ta kẹp, người ta tóc người ta quấn, người ta chải bảy ba, ta làm đủ kiểu, mình có một kiểu cạo sạch. Khác với người đời là gì nữa? Người ta quần áo màu này màu kia, mình chỉ có một màu nâu, màu lam, màu vàng mặc tới thôi. Cái tướng mình đã dị mà tâm mình không dị. Mình ai đụng tới mình vẫn hờn giận. Thật ra cái chuyện hờn giận là bình thường. Nhưng nếu mà mình là người tu mà nó cứ như vậy hoài đó thì nó rất là phàm phu. Nó không phải là người chung một cái người mà hướng thượng. Chứ có gì đâu. Còn bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, hai vợ chồng mà sống chung mà bà vợ bà cứ giận mình suốt à, khổ không? Khổ thì không khổ nhưng mà chán. Rồi bây giờ thì mình giàu sống chung với ông chồng mà khó khăn, cứ hờn mát miết mình cũng mệt đó. Mình cứ đơn giản vậy thôi. Cho nên mình sống chung với nhau mà mình xả được chừng nào thì hạnh phúc chừng đấy. Mà thiệt sự cái lòng mình nó cũng nhẹ nữa. Chứ gì đâu mà cứ quơ qua người này giận, câu nói cũng buồn, cái hành động cũng giận. Thậm chí người ta để cái nắp xuống hơi mạnh tay cái nó sáng dằn mâm sáng chén để đầu cổ tôi đó, không nói rồi cái ôm nguyên cục đó giận tháng vậy đó. Không làm gì giận cả tháng, bữa đập cái nắp trên đầu tôi. cái nắp ta để cái ly mà mình ôm cái ly đó mà giận tháng. Thì mình thấy mình nghĩ vậy, mình sống vậy, sống khổ hay sống vui. Cho nên tùy theo mình ha. An lạc là gì? Trong nội tâm. Cười hỷ hạ chỉ là hoan hỷ thôi. Cho nên hai cái nó khác, hoan hỷ và an lạc nó khác lắm. Hoan hỷ là mình cười vui, nói câu chuyện cười cho đại chúng nghe xong. Nhưng nếu đại chúng suy nghĩ cái câu nói đó, cái câu chuyện cười đó, bắt đầu mình tìm ra được cái chân lý, mình thấm mình mỉm cười, an lạc. Cho nên nhà Phật có một câu gọi là vi tiếu. Vi tiếu là gì? Cười mỉm thôi. Cười mỉm chứ không phải cười mỉa nha. Mỉm cười là gì? Biểu lộ cái trạng thái tâm an lạc. Cho nên hình ảnh của Đức Phật cười mỉm, nghĩa là biểu lộ cái trạng thái nội tâm an lạc đó. Cho nên các vị mà người ta có an lạc, hỏi tôi có an lạc không? An lạc là mình nhẹ nhàng lắm. Còn mình đối xử với nhau, trời ơi bữa nay mọi người tới đây hoan hỷ quá, nghĩa là mọi người vui vẻ, cởi mở, giao tiếp nhau, thương yêu nhau, đầm ấm với nhau. Đó là sự tiếp đãi bên ngoài hoan hỷ. Nhưng cuối cùng chúng ta đi vào chương trình tu học, chúng ta tu như thế nào để chúng ta có được an lạc. Cho nên an lạc là cái kết quả của người tu đó. Hỏi an lạc không? Dạ con bưng nguyên tô đậu phộng con ăn. Có nhiều người hiểu lầm á, ăn lạc là ăn đậu phộng. Cho nên ăn chay lột đậu phộng ăn suốt à. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ ha. Và nhớ hai câu kinh pháp cú chúng ta học hôm nay, câu 131, câu 132. Và xin nhắc lại là ngày thứ năm, chiều thứ năm chúng ta tập hợp trên Tây Thiên để được làm lễ sám hối và hướng dẫn tổng quát. Và sáng thứ sáu là bắt đầu vào chương trình rồi. Thì trong khóa tu này có quý thầy về cùng hướng dẫn. Một khóa tu sẽ rất là chất lượng, mong đại chúng hết lòng tham dự. Và trong khóa tu cũng có truyền online để cho tất cả những vị ở xa không thể về tham dự được thì có thể tham dự, nhất là các vị như ở Việt Nam, ở các nước Đông Nam Á, ở bên Âu Châu, Úc Châu, nhiều khi xa quá về không được thì các vị có thể theo dõi chương trình. Còn mình gần bên thì ráng thu xếp để mình về cùng tham dự. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Sẽ gặp lại quý vị vào khóa tu. Dạ, quý vị xả chân chút xíu rồi chúng ta qua cúng linh. Dạ.